Quyền bài cái game này cho nhân viên chơi bao vui luôn nè, mời cả nhà xem nha. Rồi, cái điều này bóng vô cho nó bảy cái bóng bóng nè. Đó, hai bảy trước thì đây. Để thắng được cái trò này á, chúng ta cần có cái kỹ năng phóng phi tiêu nè, độ chuẩn xác và tốc độ nhanh, đúng không các bạn? Có bạn nào chơi trò này chưa?